Đặc trưng của cái phong cách hiện đại này đó chính là nó chỉ tập trung vào những cái đồ nội thất mà lược bỏ đi những cái chi tiết rườm rà không cần thiết để nó giúp cho một cái căn hộ với diện tích vừa đủ thôi nhưng mà nó vẫn đạt được những cái công năng mà một gia đình cần. Xin chào mọi người ở bên trong. Hiện tại thì đang ở trên tầng 15 ở Mastery Thảo Điền, quận 2. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một căn với diện tích là 93m² và gồm 3 phòng ngủ. Hướng cửa chính mình là hướng nam, còn cái hướng lô gia là hướng bắc. Và đang có giá trị thị trường là 7 tỷ và đã được set up hết full nội thất bên trong. Và khi mà bước vào bên trong này thì chúng ta có một cái chỗ để giày dép nè. Ở trên đây thì cũng có mấy cái kệ để chúng ta có thể trang trí lên những cái vật phẩm yêu thích của mình. Và khu vực đây chính là bếp. Bếp thì đã có được trang bị tủ lạnh side by side, được đặt gọn ở trong cái khung tủ. Nhìn nó tạo được một cái sự liền lạc nhưng mà nó cũng tiện nghi. Và khu vực bếp thì cũng vừa đủ thôi, thì cũng đã được bố trí bếp từ rồi đầy nào hết rồi nè. Và ở vị trí đây thì chúng ta có khoảng lô gia. Ngoài lô gia này thì mát mẻ thoải mái tại vì cái căn mình là căn gốc. Ngoài đây thì chúng ta vẫn có thể phơi đồ ở chỗ này. Những cái căn hộ á mà đã được set up cơ bản đầy đủ như thế này rồi á, mà mang một cái râm màu trung tính thì đang thấy là nó cũng phù hợp với mọi lứa tuổi và nó cũng phù hợp với mọi người. Nếu như mọi người mà có những cái ý tưởng riêng cho cái căn nhà của mình thì với cái râm màu trắng như thế này thì mọi người vẫn có thể thay đổi được rất là dễ dàng để có thể chăm chút cho nó thêm một chút. Và ở đây thì cũng đã được set up một cái bộ bàn rất là rộng rãi với 6 ghế ngồi nè. Chất liệu ghế thì khi mà đang rời thấy thì nó êm và nó làm bằng da, rất là thích cho mọi người. Bàn này bằng mặt đá. Ở vị trí bên đây đó chính là không gian sinh hoạt chung phòng khách thì cũng đã đầy đủ tiện nghi với sofa màu trắng. Thì cái khoảng không gian này nếu như mọi người mà sở hữu ngôi nhà này thì đang thấy là chỗ này mọi người có thể tùy biến để có thể trang trí thêm hoặc là tùy theo sở thích của mọi người thì nó cũng rất là dễ dàng tại vì hầu như nó sẽ mang những cái râm màu trung tính hết. Và cái căn này thì đang thấy là nó được sở hữu một cái khoảng ban công rất là lớn nè. Nếu như ai mà có sở thích mà trồng cây hay là set up riêng cho mình một cái khoảng không gian gì đó để hòa nhập với lại cái không khí bên ngoài thì chúng ta sẽ có đủ diện tích để cũng có thể thực hiện được cái điều đó. Và ở đây lô gia thì nằm hướng bắc nên là rất là mát mẻ với view biệt thự Thảo Điền, mật độ cây xanh rất là nhiều, có cả sông Sài Gòn nữa, nhìn rất là thích mắt. Đây, đứng đây thì mình nhìn thấy được cầu Bình Lợi luôn nha mọi người. Căn này đang thấy là rất là rộng rãi ở những cái không gian sinh hoạt chung. Thì mà mọi người chúng ta sẽ cùng nhau vào cái phòng ngủ phụ trước. Thì đây chính là toilet đã được set. Nói chung là ở trong đây nó đầy đủ cái thiết bị vệ sinh đến từ thương hiệu Toto rồi nè. Đây là toilet dành cho hai phòng ngủ phụ và không gian sinh hoạt chung phía bên ngoài. Và phần phòng ngủ bên đây thì đã được set up full nội thất. Ở bên dưới thì được lót sàn gỗ. Với khi mà lót như thế này đang thấy là cái không gian này nó trở nên ấm áp hơn. Và ở đây chúng ta cũng có giường, do là căn gốc nên là sẽ có nhiều những cái bức tường kính, những cái ô cửa sổ để nhìn ra không gian phía bên ngoài. Trong phòng thì ánh sáng cũng rất là tốt, máy lạnh cũng đang bị sẵn. Và ở đây mọi người vào để xem. Ở đây thì họ làm cái tủ, hai tủ này thân thấy là nhìn nó rất là dễ thương. Đây cũng là một cái ý tưởng gợi ý cho mọi người. Nếu như mọi người mà có làm nội thất thì đây cũng là một cái ý tưởng để cho mọi người tham khảo nè. Phần phòng ngủ phụ thứ hai thì chưa được trang bị nội thất gì hết. Chúng ta vẫn có thể tùy biến nơi này
làm thêm một cái phòng ngủ nhỏ nữa nếu gia đình mình nhiều thành viên. Còn nếu mà không thì đây cũng là mọi người cũng có thể set up thêm bàn làm việc hay tùy vào cái không gian chức năng mà mọi người cần. Hai phòng ngủ phụ thì xong rồi đúng không? Chúng ta sẽ cùng vào phòng master nha. Ở trong phòng master thì đang thấy là nó có một cái sự ưu ái mà hai cái phòng ngủ nhỏ kia nó phải đáng phải ganh tị, tại vì trong phòng master này thì nó rất là rộng rãi nha mọi người. À, ở trong đây đã được set up hết full nội thất rồi nè. À, cũng có cửa sổ để nhìn ra phía sông Sài Gòn, biệt thự Thảo Điền. À, với ánh sáng tốt, như là giường ngủ thì cũng lớn hơn nè, giường ngủ này cũng 1m8. Bàn trang điểm cũng rất là rộng với một cái tấm kính lớn để cho các chị em mình tha hồ mà làm điệu. Phần tủ thì cũng được đặt âm như thế này, nhìn nó khá là hay. Và bên trong tủ thì rất là rộng để chúng ta có thể tha hồ mà để đồ. À, và cái toilet thì cũng có sẵn phía bên trong phòng master. À, cái này thì được ưu ái hơn rất là nhiều so với hai phòng kia. Ở trong đây cũng đã đầy đủ các thiết bị vệ sinh rồi nè. Phòng master thì bên dưới cũng được lót sàn gỗ, nhìn nó nhìn tổng quan và cái cảm giác thì nó ấm áp. Và nãy giờ chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm xong một căn ba ngủ nằm tại Mastery Thảo Điền quận 2 với giá trị thị trường là 7 tỷ. Thì không biết là mọi người nghĩ sao, hãy để lại bình luận của mọi người cho Đăng biết nhé. Và nếu như yêu thích chương trình của chúng tôi thì đừng quên nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh nha. Và Nhật Đăng Lên có một cái trang fanpage cũng tên là Nhật Đăng Lên luôn. Nếu như mọi người mà hay sử dụng nền tảng Facebook thường xuyên thì vẫn có thể theo dõi chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật video nhanh nhất cho mọi người xem. Xin chào và hẹn gặp lại.